Anh Phi ơi, em Sao không em? đủ. Dạ, 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 dạ. Bây giờ em không có đủ không gian làm việc á. Em À. mượn màn hình Dell nhé. Ủa màn hình này 32 inch gì mà không đủ nữa hả? Không đủ anh ạ, tại vì dạo này nhiều project nó đè nặng quá. Trời, mình có cái màn hình này làm việc mà nó mượn người sao ta? Ok, let's Bạn thấy không? Bây giờ Mạnh nó đang cầm cuội setup hai cái màn hình này sung sướng ghê không? Hai màn hình 4K. Ngày xưa mình đi làm đâu được sung sướng gì đâu. Rồi, ok, bây giờ mình có cái này cho các bạn xem nha. Xem cái này có ổn không các bạn. Ok, bắt đầu. Thì đầu tiên này, nó cái hộp đó nghe các bạn. Đây. Nhìn là bạn biết gì rồi không bạn? Bắt đầu nghe các bạn. Tên tên. Nó đây này các bạn ơi. Ta là nhân vật chính của chúng ta đây. Đây nè các bạn. Đây là sợi cáp Thunderbolt nha các bạn. Theo hộp nó có một cái cáp Thunderbolt 1 m nha các bạn. Cáp này để kết nối màn hình với máy tính nè. Thôi bây giờ mình dẹp cái thùng qua bên nha các bạn. Ok, bây giờ mình tiến hành mình đặt nó là vô vị trí làm việc của mình xem sao nha các bạn. Đây, đây là phía sau đó nha các bạn. Đây. Mình không biết tháo này ra sao luôn á. Không ai chỉ mình tháo cách này ta. Đây, nó này nè các bạn. Đây là dây sợi dây nguồn nó nha các bạn. Rồi, xong. Để nó qua một bên. Ồ, cũng không nặng lắm nha các bạn. Mình nhẹ nhẹ hơn Thunderbolt Display hôm bữa mình review. Rồi, mình sẽ đặt nó đây. Mình đặt nó cạnh con iMac 5K của mình. Wow, khúc này hồi hộp này nha các bạn. Rồi, nhẹ thiệt các bạn ơi. Thích thiệt. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Đó, đó, nó đây các bạn. Ủa, còn một lớp nữa hả? Cũng xong rồi chứ. Thử xem nó có lên không nha. Đó, rồi lên nha các bạn. Do cái bàn phím này không chỉnh được độ sáng màn hình nên mình phải chỉnh độ sáng trên đây. Wow, cực kỳ sáng luôn các bạn ơi. Mình sẽ tắt True Tone, ok. Nó hơi thấp quá các bạn. Mình thiệt hơi thấp so với cái iMac của mình luôn. Chắc mình sẽ kiếm gì đó mình kê lên cho nó cao các bạn, này hơi thấp thiệt. Thì cái con Studio Display đó nhìn nó hiện đại hơn nhiều luôn. Tại vì cái viền nó mỏng nè. Nhìn nó thoáng là rất là hiện đại, còn con iMac thì thiết kế này nhìn quá cũ rồi. Vẫn đẹp nhưng mà nhìn nó hơi bị lạc hậu rồi nha các bạn. Mình hy vọng nó sẽ đồng hành với mình trong 5 năm tới nha các bạn. Thế áo mới ngọt ngào đến mấy cũng thăng lên mây. Thôi mà bạn, lo này ở mức 50% thôi nha bạn. Bây giờ mình chỉnh lên 100% nè. Đó bạn nghe không? Lo này là ăn đứt của iMac bên kia nha các bạn. Cái iMac 5K bên kia là cái bass không có được như này đâu. Cái này cái độ bass nó mạnh hơn và màn hình sáng hơn của iMac. iMac là 500 nits, con này tới 600 nits thôi các bạn. Sáng cực kỳ, mình phải giảm xuống còn 80% mình mới xài được á. Khi bạn đặt trên bàn hai con thì bạn thấy không? Con iMac nó sẽ nổi bật hơn, tại vì nó to hơn, cái viền nó dày hơn. Và ở dưới nó có bezel, nó có cái này nè, có logo Apple thì có thể nhìn nó sẽ nổi bật, nhìn nó đẹp hơn. Còn con này thì nhìn rất là minimal, rất là đơn giản. Đơn giản nhưng mà nó bù lại nó thoáng, nó có không gian phía dưới đây thoáng nha các bạn. Mình cũng không biết nói gì nhiều hơn về con màn hình này nữa các bạn. Thì cái lý do tại sao mình đầu tư tiền nhiều hơn cho cái phần bàn làm việc của mình là tại vì mình thấy là most of thời gian á, most of the time á, là mình spend thời gian tại cái góc làm việc của mình nhiều hơn. Nên mình muốn sử dụng những cái thiết bị, những cái gì tốt nhất phục vụ cho công việc của mình, có động lực làm việc nè, làm việc tốt hơn, là kiếm được nhiều tiền hơn nè. Nên mình lúc nào mình cũng đầu tư cho cái góc làm việc của mình thật là tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Chứ mình không có cố gắng chạy theo công nghệ đâu, mình chạy theo không nổi đâu các bạn. Mình còn phải chi trả rất là nhiều thứ mà. Mình không có gì để chê về con màn hình này cả, ngoại trừ cái giá của nó rất là chát thôi. Ra mình lúc đầu mình định mua cái con, cái bản mà có adjust cái độ high, độ cao được. Nhưng mà không có hàng. Cái anh shop anh giao cho mình là nói về có hai con mà bán hết luôn.
Nên bây giờ chỉ còn con này lựa chọn tốt nhất thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngàn. Bye bye.